Cả nhà Minh ơi, chị Thoại Mỹ mới làm xong liệu trình trẻ hóa da toàn gương mặt rồi đây ạ. À. Thì bây giờ em mời chị Thoại Mỹ nè và cả nhà mình cùng xem cái hiệu quả nó như thế cho nào nhé. Đây chị em gửi chị ạ. Chị mới làm bây giờ mặt vẫn còn ấm ấm đây và thấy nó săn cứng luôn. Và nhất là đôi mắt của chị là thấy cải thiện rõ rệt luôn á. Tại vì lúc mà mình chưa làm á thì mắt của Mỹ nhìn hơi bị mệt mỏi và nó có nếp nhăn nhiều á, nếp nhăn nhỏ đó. Tuy là nó không có chân chim nhiều nhưng mà mình có vết nhăn nhiều à, mà bây giờ làm xong giống như thần thánh vậy đó, là thấy đôi mắt của mình là nó to và nó sáng lên hẳn. Nó giống như là con mắt mình nó tươi, nhìn nó tươi lên. Con mắt là cửa sổ tâm hồn mà cả nhà ơi. Cho nên là mình đừng để đôi mắt của mình nó nhăn quá rồi mình mới làm thì hiệu quả nó sẽ chậm lắm. Đó thì bây giờ Mỹ nè. Đó, vết nhăn này Mỹ đã được cải thiện ngay lần đầu tiên và mới làm xong Mỹ ngồi dậy thì cả nhà thấy mình đã được cải thiện rất nhiều luôn, Mỹ rất là thích luôn. Và mặt Mỹ bây giờ Mỹ thấy nó săn cứng, đã lắm. Nhưng mà đây là mới vừa làm xong nha, rồi về vài ba ngày nữa nè, rồi 2-3 tháng nữa nè thì cả nhà mình thấy da mặt của mình càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp, mịn nè, mướt nè và căng bóng nè. Và cái độ săn chắc của mình nó rất là hiệu quả luôn. Thích lắm cả nhà ơi. Cảm ơn Vivi Thanh Mai đã cho chị Mỹ trở lại một cái tuổi chắc cũng khá là nhiều tuổi, trở lại thanh xuân của mình nha. Cả nhà ơi, cả nhà có muốn đẹp và cả nhà đã đặt cho Thoại Mỹ cái tên là người đẹp không tuổi. Thì nếu mà mình muốn mình trở thành người đẹp không tuổi giống Mỹ á, thì hãy theo chân Mỹ tới BB Thanh Mai nha. Mình sẽ được đội ngũ bác sĩ nè chăm sóc rất là chu đáo, các bạn kỹ thuật viên cũng chăm sóc rất là tốt luôn. Cả nhà mình ơi, nếu như cả nhà mình muốn luôn trẻ trung xinh đẹp tươi tắn và trẻ là 10 tuổi như chị Thoại Mỹ hôm nay nè, thì cả nhà mình nhớ inbox ngay cho BB Thanh Mai nhé, hoặc là gọi vô tổng đài miễn phí 1-800-6617 để được BB Thanh Mai tư vấn nhiệt tình nha cả nhà nhé. Em cảm ơn chị Thoại Mỹ rất nhiều vì hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình tới để trao cho tụi em sự tin tưởng. Em cũng mong là tất cả khách hàng, thì tất cả các khán giả của mình cũng sẽ ngày càng đẹp hơn giống như chị Thoại Mỹ vậy đó. Cảm ơn cả nhà mình nhiều, chúc cả nhà mình luôn vui và khỏe và đẹp ạ. Thoại Mỹ chào cả nhà mình nha. Nhớ đến BB Thanh Mai làm đẹp nha cả nhà yêu ơi.